Trời ơi, cái cha bự. Giỡn, 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 giỡn. Trời ơi. Trời ơi, cái trời ơi, trời. Khủng ơi. Kìa. Nó kìa. Dữ lắm rồi. Ngồi lắm rồi. Rồi, được chào quý vị các bạn nha, các anh em nha. Giờ được đang chuẩn bị ra xong mà giờ là không 4 giờ, 4 mấy các bạn. Sớm giờ mưa quá, xuồng mình nước rồi nè. Giờ thì anh em với nhau tát nước xuồng, tranh thủ đi ra sông chiến nước lớn này, câu cá cóc ngon nè các bạn. Đó, tranh thủ ngoài làm vậy con cá cóc. Giờ nấu canh chua rồi chơi các bạn. Rồi, chào anh em và các bạn nha. Ok. Ok, để lửa lên, để lửa lên, lửa móc trùng á. Móc vô con dây á. Lửa nó móc trùng im á. Rồi, chào mọi người nha. Giờ hai anh em tát nước xuồng bạn ơi. Bạn giờ anh em chuẩn bị tới bè bạn ơi, chuẩn bị vô lỗ câu câu. Nước này chảy lên luôn trận, nước lớn hay nước rong hay sao bạn ơi, đi gió là câu ngon à. Rồi chào mọi người, bi vô mới trộn xong rồi các bạn. Rồi chào mọi người nha. Tóm lưỡi vô bạn đụng mà tôm nó kẹp nó nắp mấy luôn á. Vì lấy lửa con tôm mà xử. Rồi, mới hàng cái xác đầu tiên nha. Hàng nó luôn. Ok. Ơi, cá bự của bạn. Ui, bạn ơi. Dữ lắm rồi anh Dạng ô. Quýu quýu. Còn cá đó. Hầu gỗ nó ốc ra quá hế vậy. Ôi, đó nè bạn ơi. Trời ơi, cái cha bự. Giỡn. Trời ơi, cái cha khủng.
Trời ơi trời. Khủng ơi. Kìa. Trời kìa. Dữ lắm rồi. Ngồi lắm rồi. Vô vợ. Ừ. Trời khủng bạn ơi. Trời ơi ăn một chồng nghe. Sướng. Sướng. Trời ơi. Con đầu là con nó quà chiến nè anh dạng ô. Sướng. Bạn con đầu dính tia dính con có xác. Con thứ hai tán con này nè. Trời ơi nó sướng. Đếm sảy rồi bạn ơi, nó quấn như mẹ chứ. Tưởng cái vụ đếm không chứ. Ôi nó quấn như mẹ chứ trời ơi. Ôi 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 trời. Dữ lắm rồi. Mập quá bạn ơi. Phì lũ. Trời ơi cái cha nó bự. Trời ơi. Mạnh chứ không ăn. Quá mập rồi bạn ơi, con này không 4kg á. Quá thế à. Ơi. Bài chặn xong. Những pha xử lý lụp chụp. Trời ơi con nè, nó dính cái mỏ một xíu lên, nó mỏ một hên các bạn ơi. Hên. Bự. Này vô bụng dạ ơi. Trời ơi, ăn một chùm nghe nè. Vô. Quá hế rồi. Ồ, nó dính cái mép trên nè, quay lại bước ra đây cái đi. Nó các bạn thấy không? Nó dính mép trên nè. Đó, điểm vô lấy nét cái kia. Trời ơi. Trời ơi, nó sướng rồi nè, nó bự, nó mập nè. Xem chưa đi luôn rồi. Xem chưa đi luôn rồi. Trời ơi. Sướng các bạn ơi. Vũ tóc tay là lại coi. Ở ngày lâu quá mới câu được cái xe khủng nha bạn. Mệt quá. Ẩm lên luôn đi anh nợ ơi. Ui 4kg rồi bạn. Ngập rồi nè. Thấy gì chưa. Dạng ơi dạng. Ghê mập đó bạn. Đang điện tiên quá sướng bạn ơi. Xém sảy rồi nó dính mép. Ui hình quá Bi ơi. Cấp đầu dính con cá sát. Thứ hai dính con này. Ừ. Nhưng mà lấy cái gọng nhanh đi Bi. Gọng. Gãy quá, gãy rồi bạn ơi. Ừ. Ôi sức cá nó mập rồi. Ui, không gầy, không có con vua. Vụ này chắc bữa nay cả sớm bù lợn nữa quá anh được. Ghê chưa. Rồi, ráng thêm con nữa, trời đá gì ha anh được. Rồi. Cột đâu giờ? Xuống em vô xuồng. Cú à, chào bạn đi à. Chuẩn bị xuống ngồi tiếp luôn nhanh ăn chụm đi. Ui được ăn kìa cần đâu đó. Dịch lên thử coi. Chạy nha các bạn. Cá cóc rồi. Cá này có xác bự. Đó. Mấy con rai của Quỳnh Khoa mới lên con cá cha. Con này dướng dây các bạn ơi. Xong rồi dướng dây rồi.
Như nào? Bạn trùng luồn vô nào bạn. Có cây luồn, luồn vô. Trùng này trùng khổng lồ của anh ba gùa cũng được. Trùng này thấy khói tiền luôn á. Trùng ghê không? Đây, xuống ngoài các bạn. Còn cá không? Nút lử luôn rồi. Quậy gì? Con nào cũng dướng cây. Dính. Dính nha mày ơi. Cái trà ký ngoài à. Quá, hết sức mập bạn. Cá mập thù lù rồi, có lưng nữa nè, thịt không luôn á. Các bạn thấy không? Hai con, hai con. Đưa cái cây ben mình mượn. Cám mà gì tùm lum nè các bạn. Trời ơi, năng thức ăn. Xíu bạn. Đang me này. Còn đây nè. Thằng canh mà nó dướng như vè chứ không dướng như vè mà nó nhiều nhiều. Nó nhịp 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 gì là ngon lành canh nào nó. Này dướng như vè. Chắc cá sát ghẻ gì á.